Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Sáng nay thì em có một cái video sớm cho ngày Chủ nhật ngày 17 tháng 9 anh chị ha. Và giới thiệu với anh chị với bác mình cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn đồng giá 300.000 đồng cho một cái combo sản phẩm trong video này. Phí ship vẫn là 20.000 đồng cho một mã đơn hàng anh chị ha. Số điện thoại của em thì có để ở dưới góc phải màn hình, anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và đây là cái chương trình khuyến mãi xả kho, và hy vọng là hôm nay anh chị mình sẽ ủng hộ săn sale cho hết những cái sản phẩm em đang sale trong video này anh chị nha. Giá rẻ lắm luôn. Và lưu ý là video này thì hàng sale giá rẻ nhưng mà không có lỗi nha. Hàng lỗi hôm qua thì em bán hết trơn rồi. Hôm nay thì hàng không có lỗi nhưng mà vẫn giá tốt luôn. Đầu tiên là em có cái túi này. Túi này là một cái cớp da bò, phía bên dưới này là da bò nha, da còn rất là mới, anh chị thấy góc cạnh còn cực kỳ đẹp không? Rồi khoen khóa thì có hơi oxy hóa nhẹ thôi, tại vì nó cũng là hàng si đó anh chị. Foam này là foam cớp dành cho các chị các cô nè, đấy rất là đẹp nha anh chị nha, góc cạnh rất là đẹp luôn, không có bị sờn gì trơn á. Đấy, cớp này đẹp lắm. Rồi cái chỉ có cái khoen thì nó có hơi oxy hóa nhẹ, rất nhẹ thôi. Cái bộ khóa này nó rất là độc đáo, bình thường là mình chỉ mở có một bên như vậy thôi nha. Đó, còn bây giờ nó sẽ là mở được hai bên như vậy luôn. Và mình mở ra thì bên trong nó là lót vải nha. Nguyên cái túi thiệt là bự như vậy, mình đựng được điện thoại ví tiền là vô tư. Cái này bình thường em bán một mình nó cũng là phải 300 mấy ngàn anh chị. Rồi kích thước của cái cớp này thì ngang là được 26 nè, cao lên là được 13. Đó, em bán combo chung với cái cớp này. Cớp này là vải đính hạt cườm như vậy nè. Vải đến hạt cườm này thì so với những cái hạt cườm khác thì nó không mới bằng nhưng mà nó cũng vẫn ok, không có bị cũ xì, không có rách, không có lỗi gì hết nha anh chị nha. Rồi cũng có cái cớp đây, cớp trên đây có hai cái hạt, không mất hạt nào. Hạt cườm này nó to, bên trong lót vải màu hồng. Kích thước của cái hạt cườm ngang là được 30 nè, cao lên là được 20. Combo này anh chị chốt giùm em mã của nó sẽ là G1. G là chữ chữ giá đó anh chị, G1 ha. Cho cái combo này em bán đồng giá là 300 ngàn anh chị nha, phí ship là 20 ngàn. Những cái đơn hàng hôm nay thì ngày mai em mới đi đơn ha. Ngày mai em mới bắt đầu thứ hai mới gửi đơn. Đây một cái túi da bò hàng hiệu của Tod. Túi này thì da rất là xịn, khoen khóa cực kỳ xịn và nó là hàng hiệu luôn. Đây trên từng khoen khóa người ta dập hiệu nha. Đó, túi cái form mình đeo vai xách tay như vậy. Nó không có khóa kéo miệng mà nó có nút hít miệng. Bên trong thì có ngăn kéo đây. Đây mình để đồ kính kính trong đây, còn bên trong đây là lót vải. Xài rất là ok ha. Điểm trừ duy nhất của cái túi này nó có một cái vết sờn nhẹ trên đây. Cái này mình xử lý màu cũng được, hoặc là mình anh nào mình có si màu màu xanh á, thì mình đánh ra, còn không thì thôi mình tại vì cái này nó màu xanh đen chứ không phải màu đen. Đấy, chỗ này nè, nó có một cái vết sờn rất là nhẹ thôi. Còn khoen khóa anh chị thấy nó mới cáo luôn như vậy. Đấy đây, da xịn cực kỳ xịn luôn, hàng hiệu luôn đó anh chị. Kích thước của túi này thì được là 30 nè, cao lên là được 24. Rồi combo chung với cái túi này. Túi này là nó cũng nó là bằng ba lô bằng vải. Cái này là cái ba lô ha, ba lô bằng vải. Cái này nữ xài, nam thì xài đó, nam thì nếu mà tuổi teen thì mình xài thôi, còn lớn lớn chút thì xài không hợp. Cái này nữ xài ok. Dây có đệm luôn nè ha. Ba lô này thì hàng hiệu của là Canana, có hiệu bằng vải. Cái này bằng vải nên mình về mình giặt sơ giùm em, tại vì nó để tới để lui thì nó có hơi dính bụi dính dơ chút anh chị. Đó, bên trong rất là mới, đẹp cực kỳ nha. Rồi cái ba lô này cao lên là được 33 nè, bề ngang là được 33 luôn. Combo hai cái này chốt giùm em mã là G2. Bán siêu sale luôn anh chị nha. Và em bán theo combo thì anh chị vui lòng mình chốt theo combo ha. Mình đừng có thích cái này với cái kia, cái mình kêu em xét lại combo thì em không có không có làm như vậy anh chị nha. Mình mua theo combo y như trên video giúp em ha. Còn mình thích hai cái của hai combo thì mình mua hai combo luôn giùm em ha. Rồi em có một cái chiếc rồi, túi này bằng da phủ ánh nhũ nè. Cầm lên nó rất là đầm tay nha. Bên ngoài thì nó cũng ánh nhũ, cái này anh chị đi ra ngoài nắng á thì nó sẽ nhìn nó chá lên như vậy, rất là đẹp ha. Độ mới cái này khoảng cỡ 85%. Phần khoen rất là đẹp xịn. Nó nhìn phần khoen là mình biết cái túi hàng hiệu rồi. Rồi bên trong là lót vải. Đấy. Hàng có hiệu. Hiệu của nó là hiệu Spy AD gì đó. Made in India ha, sản xuất tại Ấn Độ. Bên trong là lót vải sạch đẹp luôn, có hai cái khóa kéo, hai cái miệng nè, hai khóa kéo nè. Form này form sách thôi, độ mới rất là cao so với hàng si ha, chứ không có mới ken. Khoảng 82-85%. Size miệng là 30 nè. Cái đáy thì em đo tới cái chỗ này luôn, cái chỗ bự này luôn á, thì nó sẽ được với là 40, cao lên là được 20.
rồi vẫn có một cái món hàng đi theo combo của cái túi này. Đây là một cái chiếc túi tổng hợp, nhưng mà cái form nó cũng tựa tựa nè. Cái này nó cũng ánh nhũ, nhưng mà cái nhũ nó mà nhũ màu da nhạt nhạt, nhưng mà cái này tổng hợp nhưng mà nó cũng không có lỗi nha, nó cũng độ mới cao. Size ngang đáy là được 36 nè, cao lên là được 22, nút hết miệng, bên trong là lót vải anh chị nha. Combo hai cái này chốt giùm em mã là G3, chữ G chữ chữ giá đó anh chị, combo chữ G3 ha. Rồi G3 giùm em cho combo hai cái này. Tiếp tục, tiếp tục là em có cái túi này là túi da kỳ nhông kỳ đà ghép nè, phối với da bò. Túi này rất là đẹp nha, không biết sao nó cứ để ở đây hoài không biết nữa, mà giá rẻ nữa nha. Rồi chỗ này nó có một cái vết sờn nhỏ xíu chỗ này thôi, còn lại rất là ổn luôn, góc cạnh sờn rất là ít anh chị. Túi này so với hàng si là nó cực kỳ ổn luôn anh chị ha, và là da độc lạ nữa, da kỳ nhông kỳ đà ghép phối với lại da bò, form cốp xách tay. Size ngang miệng là được 20, 28, cao lên là được 22, ngang đáy là được 30, form cốp xách tay, bên trong lót da luôn, nó đẹp cỡ này mà. Rồi em sẽ có một cái túi đi kèm combo. Đi kèm với cái túi đó là em có cái túi này. Túi này là da tổng hợp nha anh chị nha, hàng hiệu đó, nhưng mà nó là da tổng hợp ha. Và nó cái màu bên ngoài đó là màu chì, rồi nó có một vài cái đốm hơi hơi bong bong nè. Đấy, mình nhìn thôi, còn mình xài là ok, nhìn cái dàn khoen. Cái này là hàng hiệu của Italy luôn, nhưng mà tại người ta làm chất liệu như vậy thôi anh chị. Túi này thì nó hơi cũ hơn so với cái túi kỳ nhông kỳ đà kia nha. Cái này là chung combo. Đây, có tag made in Italy nè, bên trong là lót vải. Cái này anh chị đựng hai ba bộ đồ là Vivu. Cái quai này người ta có xài rồi cho nên là nó có bị bạc, bị sờn ở cái mặt trong. Nhưng không sao đâu, mình xách mà. Size ngang là được 33, ngang đáy là được 35, cao lên là được 22. Combo này anh chị chốt giùm em mã là G4. G4 cho combo này. Hôm nay em xách combo để em bán cho hết cái đợt hàng sale này luôn anh chị ha. Hàng mới về em cũng có nữa, nếu mà buổi tối kịp á, thì em sẽ lên thêm hàng mới về, hàng hàng phôm hộp đồ này kia đó, với lại da độc lạ là điểu em cũng còn nữa. Để em xem mấy cái da độc lạ em có làm được cái chương trình khuyến mãi nào thì em sẽ khuyến mãi tiếp cho anh chị nha. Rồi, đây là một cái túi vải nhung, rồi trên đó thì người ta sẽ làm mấy cái hoa lá này ha, bên trong là lót vải nhung luôn. Lót này nó giống với da lộn lắm đó, nhưng mà thôi em cứ báo vải nhung thôi, tại không chắc chắn nha. Rồi bên trong đây là có nút hít miệng nè, nhưng mà cái 500 này nó kiểu như nó lâu quá rồi, nó hết hít rồi. Đó, mình về mình có thể thay 500 khác, hoặc là ra tiệm cho người ta thay một cái dây kéo anh chị nha. Rất là rộng luôn, còn cả tag này. Đó, hàng của hiệu là Caniva Toki. 54.800 gì lận. Mà cái đó không biết phải là giá không. Cái này thì có qua sử dụng rồi nha anh chị nha. Qua là qua da, hiện tại thì nó không có khóa kéo miệng. Size ngang miệng là được 40 nè. Ngang đáy là 43, cao lên là 30. Rồi, cái này thì em sẽ bán chung với cái túi này. Đây, một cái túi này rất là xinh, cái này cũng là da tổng hợp. Đó, nhưng mà độ mới còn cao, dập vân trăng ha, da tổng hợp dập vân trăng, form xách tay. Đó, độ mới còn cao lắm, tám mấy phần trăm luôn, khóa kéo miệng đây. Bên trong là lót vải hàng hiệu của Nhật. Đó. Rồi, form xách, à có cái quai. Cái quai chỗ này nè, đáng lý là người ta dán keo lại như vậy nè anh chị, cái này nó hơi bung keo nhẹ thôi, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì đâu, tại vì bên dưới này người ta mai cứ ngắt đây rồi, mình yên tâm sử dụng ha. Hoặc là mình kỹ hơn thì mình có thể đem ra tiệm, hoặc là các chị mình có thể lấy cái keo dán dày gì đó mình ịn nhôn chút xíu là ok ha, nó không có bị rách lõi nha. Size ngang là được 36 nè, ngang đáy là được 39, cao lên là được 19. Rồi combo này mình chốt giùm em mã là G5. G5 cho cái combo này. Mã G, chữ G gà đó anh chị, G5. Tiếp tục, em có cái túi du lịch nè, túi du lịch to đùng luôn. Cái này là nam nữ xài được, đi gia đình cũng được luôn, bằng da tổng hợp, có dây đeo hoặc là mình xách. Mà thường mấy cái du lịch này to to, vì mình đựng đồ nhiều rồi, nó nặng rồi thì mình chỉ xách thôi chứ mình đeo không có nổi. To ha, cái này tụi em không có độn phơm, nó rất là bự nha, mình đựng mười mấy bộ đồ giùm em. Bên trong là lót vải, ok, độ mới tám mấy phần trăm. Size của nó sẽ được là ngang đáy là được 48 nè,
cao lên là khoảng 30 đó, và độ dày đá là được khoảng 26. Em có thêm một cái túi du lịch nữa. Túi du lịch này thì nó hơi cũ ha, hàng hiệu của Pháp, nó không có lỗi đâu, nhưng mà nó hơi, nè, anh chị thấy nó hơi cũ và cái chất liệu canvas phủ nhựa đó nó hơi cứng hơn so với cái da tổng hợp kia. Còn cái bên trong này thì người ta lót vải như vậy nè. Còn chìa khóa đây, ổ khóa là cái này. Cái này khi mình về mình có thể giặt sơ qua giùm em ha. Rồi nhưng mà nó cũng vẫn sẽ cứng cứng như vậy chứ nó không mềm đâu. Rồi mình đựng đồ lên thì nó phồng lên. Nhưng mà có đồ cũ nha, cái này có đồ cũ hơn so với là cái túi tổng hợp kia. Để em bung ra sơ sơ coi nó có lỗi gì không. Nó không có lỗi đâu anh chị, nhưng mà khi mà cái này nè, cái này nó người ta phủ một lớp nhựa đó mà nó bị kẹt như vậy hồi nãy giờ đó, em mới bung nó lên thì nó có hơi cái phần nhựa nó hơi liều yếu chỗ này chút nha, vẫn xài ok đó, nhưng mà nó hơi xấu về mặt thẩm mỹ. Rồi combo hai cái này em bán cho mình và mã là G6, hai cái túi du lịch nè, G6 cho combo hai cái, coi như là bán cái kia tặng cái nọ. Rồi tiếp tục, hôm nay là siêu sale luôn đó anh chị ơi, săn sale. Đây túi này bình thường là bán 700-800, nhưng mà nó ở đây nó lâu rồi cho nên em sale luôn á. Cái này là da phối với lại vải nha, foam du lịch, cái này các anh mình xài rất là đẹp, độ mới cực kỳ cao, bự lắm, size ngang miệng là được 47 nè, ngang đáy là được 50, cao lên là được 34. Rồi mình mở ra thì bên trong họ cũng là lót vải nha anh chị nha, foam du lịch to đấy. Đây, cái phần này là da ha, có dây đeo đây, dây zin theo túi luôn. Nhưng cái phần dây thì cái khoen nó có hơi oxy hóa hơi nhiều một chút, còn lại thì ok ha. Rồi cái này anh chị chốt giùm em mã của nó là G7 cho cái túi này, G7 nha anh chị nha, hàng mấy trăm ngàn á, 800 ngàn, 700-800 gì đó em quên rồi, em sale luôn nhanh á. Tiếp theo, hàng mới em về rất là nhiều anh chị, em sẽ giới thiệu từ từ hàng mới nha. Em sale xong cái này em mới khui được hàng mới. Rồi cái túi này, túi này là hôm trước em bán là 500-600 gì nè, cái này là của Leonard, hiệu này xịn lắm, hiệu này của Paris đó anh chị, và về giá trị nó không thua gì lăn sale đâu, nhưng mà tại vì mình ít có gặp cái hiệu này như cái lăn sale thôi đó. Với lại sản phẩm của cái này thì họ luôn luôn làm cái sọc này nè, thì anh chị có người thích cái sọc này, có người lại không thích. Đó, cái này thì mình có thể tháo cái dây bỏ luôn để mà mình xài như collet cầm tay, hoặc là mình đeo như là dây đeo chéo ha. Bên trong là lót vải, hàng hiệu Leonard này của Pháp, nhưng mà cái túi này được made in Italy và nó có mã code đây, không có lỗi lầm nha anh chị nha. Độ mới này khoảng cỡ 85%, gốc đáy thì nó có hơi sờn rất nhẹ thôi, chứ không có lỗi ha, cái này không có lỗi, là hàng si thôi chứ không phải là hàng lỗi. 27 nè, nhân với lại 19. Cái phần mà màu nâu á, là da, còn cái phần màu đen là canvas nha anh chị. Mã này là G8. Cái này giá 300 ngàn là giá siêu sale. Nhiều khi mình đi mua hàng, các chị mà mình đi mua hàng giá sỉ á, cũng không có giá này cho cái những cái túi hiệu này đó anh chị. Này là hàng em sale cho hết hàng thôi. Tiếp tục. Một cái túi da lộn. Đây, túi da lộn phông sách. Túi này độ mới khoảng 82-85%, cái này không phải vải nhung nha, cái này là da luôn. Đó, phông sách như vậy. Cái phông dáng nó vậy nha, cái quai nó là bằng nhựa. Rồi phía sau lưng là cái miếng da thuộc bình thường nha. Khoen khóa thì còn sáng trưng à. Size ngang là được 24 nè, ngang đáy là được 26, cao lên là được 25. Rồi nút không nút khít miệng luôn, mà tại vì người ta gài cái này cho nó kín lại đó, thì có một cái ngăn khóa kéo nhỏ bên trong, các anh chị mình cần để đồ kín thì mình để bên trong ha. Cái này hàng hiệu của Nhật, của Ginza, là cái khóa này, cái khóa cái hình cái chiếc giày rất là đẹp. Rồi đẹp cực kỳ ha. Cái này hôm trước em bán giá cực kỳ cao nhưng mà em có phát hiện ra nó có bị sờ một cái chỗ này nè, cho nên là em sale đó anh chị. Đây, đây chỗ này nè, để em zoom đây nè anh chị ha, nó có kiểu như là nó bục hai hai rồi hai mối chỉ vậy đó, và nó có hơi sờn chỗ này một chút. Cái này hôm trước là em bán 700-800 lần nên tại vì không có thấy cái lỗi này, hai bên mình đều thấy cái hơi sờn và nó có hơi kiểu sứt một hai cái đốt chỉ thôi đó, nhưng cũng không ảnh hưởng đâu, mình soi kỹ lắm mình mới thấy đó anh chị. Rồi cho nên là em sale nhanh cái này ha, mã của nó là G9.
G9 cho cái túi này. Giá sale xuất qua ga luôn. Em cố gắng sale cho hết hàng sale hôm nay. Rồi, tiếp tục cái túi này. Túi này là da dập vân đà điểu. Thật ra cái này là em báo dập vân là tại vì em không chắc nó có phải đà điểu hay không thôi. Nhưng mà anh chị nhìn nó cũng rất là giống như đà điểu thật nha. Tại vì cái người ta phủ cái lớp kim tuyến lên làm cho mình khó để phân biệt á, cho nên là em báo dập vân thôi. Đó, mình có thể về mình test lại ha. Rồi, cái này là form sách tay. Có chỗ móc dây nhưng mà mất dây rồi. Ở bên trong là lót vải nè. Cái này bữa hổm là bán 5-600 gì đó. Hàng da thật nha anh chị nha. Rồi, độ mới cũng còn cao lắm. 80-82%, góc cạnh có hơi sờn nhẹ. Cái màu nó cũng lạ và cái mà phủ kim tuyến nhìn nó cũng khá là lạ. Size ngang là được 28 nè, cao lên là được 26. Chốt giùm em mã là G10. G10, chữ G gà đó anh chị, G10 ha. Rồi, tiếp theo. Một cái túi vải với một cái túi cái gì, túi tổng hợp, hai túi này. Một cái túi vải này hàng hiệu của Les Workshop của Mỹ và được made in USA luôn. Cái này thì mình đựng được khoảng 2 bộ đồ hoặc là mình xách đồ cá nhân linh tinh gì đó cũng được nha anh chị. Bằng vải, độ mới khoảng 85%, giờ cái khuyên khóa này dập hiệu hết luôn đấy. Hiệu này thì giá trị nó cao nhưng mà riêng cái túi này thì nó không không có gì là bóng bẩy, và với cả là nó cũng có độ cũ nữa, cho nên là em cũng bán chung combo chất sale luôn. Size ngang là được 29 cái miệng nè, cái đáy là 33, cao lên là được 23. Đấy, bên trong là lót vải luôn nha, có cái tag là made in USA. Rồi, cũng cùng cái form này thì em có cái túi lúc nãy là nó da tổng hợp á anh chị. Này da tổng hợp. À, đồ mới cũng tương tự luôn. Size ngang đáy là được 30 nè, cao lên là được 28, độ dày là được 10. Khóa kéo IKK luôn, bên trong cũng sạch đẹp ha. Combo hai cái này anh chị chốt giùm em mã là G11. Hai cái này nó rất là gọn nhẹ, mình đựng mỗi cái được từ 2 đến 3 bộ đồ là rất là gọn luôn. G11 cho cái combo này. Tiếp theo, rồi tiếp theo là em có cái combo này, hai cái túi công sở. Một cái này là da, cái đó là da đan nha anh chị nha, da đan hàng có hiệu luôn đó, rất là đẹp, độ mới cao nữa. Đó, giới thiệu mấy lần rồi em sale luôn nhanh gọn luôn nè cho nó hết hàng ha. Đấy, cái màu này anh chị thấy người ta đang màu sắc nó cũng lạ lắm, ít có gặp được cái màu đan vậy lắm đâu. Rồi, quá kéo miệng đây, bên trong hàng hiệu của đây, có hàng có hiệu này của Pháp, của Ý gì đó, made in Italy luôn đó anh chị, chứng nhận là da thật ha, đẹp cực kỳ luôn. Độ mới cao, độ mới là 80%, ngang miệng là 43, ngang đáy là 37, cao lên là 27. Rồi, em bán chung combo với cái túi này của Pinky Diani bằng vải. Cái này thì người ta có xài nhiều, cũ hơn so với cái kia, góc cạnh nó có hơi sờn nhẹ. Cái này dạng mình xài tới lui, mình thay đổi thời trang cũng được anh chị ha. Trên cái viền này nè, nó có hơi bị răng. Răng dòng viền này do người ta bo lại đó, thì xài rồi nó bị răng. Đây. Răng bên đây cũng có ha. Rồi, bên trong lót vải, cái này cũng là hàng hiệu. Size ngang miệng là được 34 nè, ngang đáy là 30, cao lên là 20. Combo này anh chị chốt giùm em mã là G12. G12 cho combo này. Rồi. Tiếp theo. Cái túi này da đen. À, da mộc chứ. Da mộc mình ta làm cái dáng đẹp lắm, cái này hình như là hàng hiệu, đúng rồi, hiệu Ibiza nè. Túi này thì độ mới nó không quá cao đâu, nhưng mà nó là thương hiệu của Nhật, thương hiệu làm da handmade của Nhật. À, độ mới cái này nó khoảng cỡ 70%+ thôi, nhưng mà nó chất ha. Về mình chỉ cần vệ sinh sạch sẽ, các anh chị mình có thể đánh xi sơ sơ lại cho nó kiểu điều màu lại mấy cái góc sờn này, hoặc không làm gì cũng được luôn, nó chỉ lau sạch sẽ là ok thôi. Rồi, form này form đeo chéo nha, khoen khóa là dập cho Ibiza. Nhưng mà cái này gu chất nha, chị nào gu mộc gu chất, mình bụi bụi á, mình thích cái dạng này á, thì mình hãy lấy cái này, còn không thì mình chọn những cái sản phẩm mà nó bóng bẩy khác ha. Đấy, da mộc như vậy, bên trong là lót vải gấm. Rồi, cái này em sale nhanh cho mình luôn, mã là G13. G13, cái này hôm trước là cũng 5-600 vậy á, G13. Hàng mới về thì đợt này em có về được da bò là chủ yếu anh chị. Da bò hàng hiệu hay phong hợp thì em kịp thì em sẽ giới thiệu tiếp.
Rồi đây là một cái túi da bò form sắp tay hoặc là đeo vai. Cái này thì dây chập đôi, da bò này độ mới nó rơi vào khoảng cỡ 7 mấy 80% thôi, không được 80, cỡ 7 mấy à. Tổng thể thì nó còn rất là ok, nhưng mà khi mình zoom chi tiết thì mình thấy nó có những cái vết trầy, vết cấn trên da, không có rách, không có lỗi nha. Khoan khóa thì ok. Hàng si anh chị ha, form hộp. Rồi bên trong thì là lót vải. Bên trong là lót vải như vậy nè. Cái này mình mua về thì mình lau chùi sơ sơ là ok đó anh chị. Nhưng mà yêu cầu độ mới cao thì mấy cái này nó không độ mới cao ha. Size ngang miệng là được 26 nè. Cao lên là 17, độ dày là 7 cm. Mã là G14 giùm em. G14 cho cái túi này. Quá trời rẻ luôn anh chị ơi. Giá siêu rẻ, siêu sale ha. Cái này là sale để cho nó hết kho chứ không có phải là hàng lỗi nha. Hàng đẹp em sale không á. Rồi, tiếp tục. Em có một cái túi công sở nè. Công sở này da lộn. Da lộn thì bản thân nó cũng không có thể nào bóng bẩy được anh chị. Da lộn độ mới này khoảng cỡ 70 mấy phần trăm thôi. Đây, da thật nha, nhưng mà người ta làm da lộn á, hàng có hiệu nè. Hiệu này của Pháp luôn, form công sở to, form đeo vai. Size ngang miệng là được 35 nè, ngang đáy là được 39, cao lên là 28. Rồi bên trong là lót vải nha, có tác Paris đây. Cái này bằng da lộn anh chị nha. Để em coi có cái túi nào em bán chung combo với cái này được thì em bán luôn. Đây, cái túi da bò này đi. Cái này là bằng da bò thật luôn, màu đỏ. Mình có thể xài hai kiểu, là mình quải như vậy hoặc là mình đeo như là đeo ba lô ha. Bên trong là lót vải có khóa kéo miệng. Size ngang miệng là được 33, cao lên là được 32. Rồi combo hai cái này chốt giùm em mã là G15. G15 cho combo hai cái. G15 giùm em nha. Rồi tiếp theo. Rồi ba cái này. Hai cái này trước đi. Một cái túi da tổng hợp sách công sở như vậy nha. Cái này có chỗ móc dây nhưng mà mất dây rồi. Cái này vừa A4 anh chị nha, độ mới còn cao nhưng mà nó bằng da tổng hợp. Size ngang là được 34, cao lên là được 24 ha. Bên trong là lót vải có khóa kéo miệng đây. Một cái nè. Cái thứ hai là cái clip cầm tay, cái này rất là mới, dường như chưa xài. Nó cũng là da tổng hợp họa tiết như vậy luôn. Cái này nam nữ đều xài được. Rồi, kích thước của clip này là được 24 nè, nhân với lại 17, nhân với lại 3 cm. Rồi, thêm một cái nữa là cái này. Một cái túi da. Cái này nó bị lỗi rồi. À, anh chị đợi giùm em xíu nha, em xếp combo. Cái này da tổng hợp luôn nè, em bán chung combo luôn. Hàng này là hàng hiệu của Italy luôn đó. Made in Italy luôn nè. Rồi, bán chung combo. Cái này cũng là dạng clip cầm tay. Đó, bên ngoài nó sẽ là canvas nha và phối với lại da bò hàng hiệu của Italy nè. Hàng hiệu đây, cái hiệu đó là cái logo này luôn và được Made in Italy trên đây luôn. Cái này thì độ mới nó khoảng cỡ 85 87%. Nhưng mà khi mà đứng cùng với cái này là mình thấy hai cái chất liệu nó khác nha. Một cái là da tổng hợp, một cái là canvas. Rồi size ngang của nó sẽ được có là 25, cao lên là được 16 anh chị. Ở bên trong là người ta lót da lộn. Đây. Bên trong này lót da lộn ha, và cái lót da này người ta có xài nhiều cho nên nó có hơi bị dính dơ. Dính dơ thôi nhưng mà nó không có dính đồ của mình. Đây có tag Made in Italy đây, nên mà nó bằng da lộn ha. Đây nè anh chị, cận cảnh cái phần này. Khi mà mình để đồ vô thì nó có cọ thì mình sẽ thấy có cái độ đen đó. Do cọ, do ma sát anh chị ha. Rồi combo ba cái này, anh chị chốt giùm em mã là G16 cho combo ba cái này. Nọ một cái này không là đã hơn cái giá này rồi anh chị nha. G16 cho combo ba cái. Siêu rẻ luôn. Tiếp tục là một cái da bò. Cái này hàng hiệu của Valentino. Da bò anh chị nha, sắp tay. Không, cái này da heo rừng anh chị, da thật á.
xa ngang là 25 nè, ngang đá là 26, cao lên là được 24. Khoan khóa là còn vàng cái chữ V đây. Nó có một cái điểm trừ chỗ này, nó có hơi trầy da chỗ này và góc cạnh nó có hơi sờn. À, tổng thể thì một cái túi da xách tay rất là gọn nhẹ thôi. Đó, nhưng mà xài bền nha, hàng hiệu xịn của Ý đó anh chị. Đây logo bên trong là lót vải và hiệu logo này. À, đẹp ha. Rồi cái này em sale nhanh cho mình luôn, mã của nó sẽ là G17. Mấy cái hàng da thật mà hàng hiệu như vậy là không có giá này đâu nha anh chị. G17 đồng giá anh chị ha. Đồng giá là 300 ngàn đây. Cái chương trình khuyến mãi em có để dưới cái góc trái màu xanh, cái hộp màu xanh xanh đó anh chị. Để nhiều khi các anh chị cô bác mình mới xem video của em nó thấy em không có báo giá. Là có một số video thì em báo giá từng cái, một số video thì em bán đồng giá hàng sale. Thì em có để cái chương trình nằm ở dưới đây, đây đây đây. Rồi thì em sẽ chỉ báo mã thôi. Rồi cái này là bằng vải dập vân rắn rất là mới nha. Vân rắn vân trăng, cái này cực kỳ mới luôn. Đẹp và sang, mới keng. Mới 90% cộng. Ngang miệng là được 25, cao lên là được 17, độ dày của nó sẽ được là 6 cm. Phần này là phối da ha. Quai này là quai cầm tay hoặc là mình kẹp nách. Bên trong lót vải luôn. Lót vải màu hồng. Sạch đẹp. Đây lót vải màu hồng như vậy nha anh chị. Có khóa kéo miệng. Khóa là khóa IKK luôn. Nói chung là cái túi này rất là đẹp, mới, hàng si nhưng mà cực kỳ mới ha. Rồi, mã là G18 cho cái túi này. Mình nó thôi. Này hôm trước em bán là 400, em xem nhanh còn 300. G18 cho cái túi hộp này. Xinh lắm. Form sách tay đeo vai mà nó đứng form nó bằng vải nhưng mà ta làm căng đét luôn. Rồi cái túi này đẹp dữ lắm nè anh chị, độ mới cũng rất là cao. Vải bố nè, phối với lại da. Da người ta làm miếng 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 như vậy ha, người ta làm hoa văn rất là đẹp. Xách tay giùm em nha, coi. Đây thì nhìn trên đây nè. Đẹp dữ lắm. Đây, về sau đây. Túi này sale 300 là rất là rẻ đó anh chị. Size ngang là 29 nè, cao lên là được 17. Rất là đẹp. Mà xài bền nữa. Bên trong là lót vải nha anh chị nha. Cái tag này không phải tag mới đâu mà tag của cái shop bên Nhật á, shop hàng si bên Nhật á. Rồi. Mã là G19. G19 cho cái túi này ha. Túi này rất là đẹp. Nhìn cái cá tính lạ lạ và xài cực kỳ bền. Đựng đồ Vivu tại nó bằng cái full của nó là bằng vải đó, rồi họa tiết thì bằng da. Rồi tiếp theo nè. Một cái set này, set này là gồm hai món. Xếp gọn á. Gồm có một cái túi du lịch xếp gọn bự thiệt là bự ở trong. Bự lắm nha, bằng vải anh chị, mà này mới chưa xài đâu. Này các anh mình đem theo du lịch hoặc là thỉnh thoảng mình cần bỏ trên xe gì đó ha. Size ngang miệng là tới 67 nè. Cao lên là được mấy đây? 37 anh chị ha. Cao lên là được 37. Rồi. Xếp gọn lại nha. Mẫu này là du lịch. Rồi bỏ vô trong cái clutch này. Clutch này cũng bằng vải luôn. Ngang là được 26 nè, cao lên là được 18. Rồi khi gửi cho anh chị thì em xếp gọn sẵn sàng lại nha. Cái này do ACE sản xuất tại Trung Quốc. Rồi combo này thì G20. Tức là gồm có một cái clutch nè và một cái túi du lịch xếp gọn bỏ vô clutch luôn. Cái này nó cùng một set nha anh chị, cùng một hiệu nè, chứ không phải tại em bán vậy đâu. Nó cùng một hiệu người ta thiết kế như vậy, người ta bán như vậy. Rồi tiếp theo. Cái clutch này em sale nhanh luôn nè. Clutch này là da bò phối với lại da tổng hợp. Trời nó mới đẹp lắm anh chị. Và cái form dáng nó cực kỳ sang ha. Da tổng hợp cao cấp chứ không phải là hàng dởm, hàng liệu yểu đâu anh chị ơi. Rồi, size ngang của nó sẽ được có là 28 nè, cao lên là được 21, độ dày là khoảng 5-6 đó, 7 luôn. Rồi, có hai khóa kéo miệng như vậy nè, made in China, bên trong lót vải nhưng mà rất là mới. Cái phần màu đậm này là da thật, còn cái phần màu nhạt là da tổng hợp. Nhưng mà ta cũng làm xước vân tâm đồ dữ lắm ha. Đấy, góc cạnh này còn đẹp, mới keng. Chốt dùm em mã là G21 cho cái túi này. G21, rất là mới. Rồi cái túi da bò của Ý luôn nè anh chị. Đẹp chưa? Độ mới cũng cao lắm. Nhưng mà da thì da của Italy ha. Nhưng mà nó không có làm cái kiểu cách gì quá nhiều. Mình thấy nó đơn giản thôi. Mình xách tay hoặc là mình đeo chéo. Rồi bên trong là lót da tổng hợp made in. À cái này của Pháp thì em xem cái nhầm cái này hoài. Cái này là made in răng nha. Hàng của Pháp, bên trong là lót da tổng hợp luôn. Mà khoen khóa còn sáng trưng nha. Và da xịn nha. Da châu Âu rất là xịn. Da mềm thôi. Size ngang là được 34, cao lên là được 23.
Ủa, có báo lộn không? 24 thôi nha, ngang đáy là 24 thôi, cao lên là được 23. Rồi, mã của nó sẽ là G22. G22 dùm em cho cái túi này. Giá siêu sale rồi anh chị ơi. Mấy cái hàng da xịn sò đồ mới rất là cao. Rồi tiếp tục nè. Cái túi Salvator, Salvator Pheromone nè. Đấy, hàng hiệu nha, à, bằng da màu trắng kem, nhưng mà cái này nó có đồ cũ, cái này nó khoảng cỡ 60-70% thôi, không có rách lõi nhưng mà có cũ. Rồi ở bên trong là lót da tổng hợp ha, có tác là Made in Italy nha. Khoen khóa thì cũng dập hiệu đồ hết, nhưng mà tổng thể thì nó có độ cũ như hình nha anh chị ha, không mới ken nha. Size ngang miệng là được 23, cao lên là được 15, độ dày đáy là được 19. Rồi em sale nhanh cho mình 300 ngàn luôn, hàng hiệu Salvator sale 300 luôn. G23 cho cái túi này, G23 form đeo chéo của nữ. Rồi em có cái combo giá rẻ đi. Combo này thì bao gồm một cái nè, hai cái nè, ba cái, bốn cái này đi. Một cái túi nhựa màu đỏ nè. Mấy này hôm trước em sale cũng dữ lắm rồi, hôm nay em sale không thể nào sale được nhiều hơn nữa đó. Một cái túi nhựa màu đỏ nè, một cái chiếc túi tổng hợp màu đen nè, một cái ba lô bằng da tổng hợp nè, rồi một cái chiếc túi của cây bay New York da tổng hợp. Rồi đo kích thước từng món nha. Ngang miệng là được 30 nè, cao lên là được 28. Cái này độ mới còn ổn lắm, 80-82%. Khoen khóa là còn rất là sáng nha, nhưng mà cũng là hàng si nha anh chị nha. Có khóa kéo miệng, bên trong lót thì nó hơi dơ một chút xíu thôi, nhưng mà mình vẫn xài ok. Đó, một cái hàng cây bay là hiệu của New York, hiệu của Mỹ anh chị. Rồi một cái ba lô này là bằng da tổng hợp, dập cái chữ như vậy thôi, chứ không phải Fendi hay là Fula gì đâu nha anh chị nha. Nó chỉ là cái logo thôi, của nữ nha, không có hư lỗi gì hết. Cao lên là được 30, về ngang bụng là được 27. Rồi cái này da tổng hợp trần chám luôn, có dây đeo luôn. Có dây đeo không, để em coi quên nè. À đúng rồi, còn dây đeo nha. Da tổng hợp anh chị nha, da tổng hợp thời trang này mình mua cho em cháu mình xài cũng được. Size ngang miệng ở lộn ngang đáy là được 25, ngang miệng là được 19, cao lên là được 14-15. Rồi một cái túi nhựa bằng nhựa màu đỏ, ngang là được 27 nè, cao lên là được 19. Rồi bốn cái này anh chị chốt giùm em, mã của nó sẽ là G24 cho bốn cái này. G24 nha anh chị nha, bốn cái luôn, giá sale số 3 ga luôn. Mình sale nhanh để cho nó hết hàng, em khui hàng mới anh chị. Rồi tiếp tục, nhưng mà dĩ nhiên thì anh chị mình mua hàng sale thì nó không có thể nào mà hoàn hảo 100% hàng si nha anh chị nha. Còn mình muốn mua hàng độ mới cao hơn, siêu phẩm hơn thì mình phải chọn những cái sản phẩm khác tiền triệu trở lên anh chị nha. Mấy này thì không lỗi rồi này kia thôi, nhưng mà vẫn là hàng si, nó không có thể hoàn hảo như hàng mình mua mới được anh chị ha. Rồi một cái ba lô này thì bằng da tổng hợp anh chị, da tổng hợp màu này là màu ruốc nha, bên ngoài bên sau là vải, bên trước là da tổng hợp, da tổng hợp cao cấp nha. Size ngang miệng là được 20 nè, ngang đáy là được 25, cao lên là được 25. Rồi khoen khóa đây, bên trong là lót vải, độ mới còn rất là cao nha. Rồi cái này da tổng hợp, em sẽ bán chung với cái túi này. Đây, em có một cái túi du lịch nè, du lịch này bằng vải phối da tổng hợp luôn. Hai cái này cái màu cũng rất là xinh. Ngang đáy là được 38, cao lên là được 22. Rồi có khóa kéo cái miệng đây. Đấy, cái này độ mới rất là cao nha anh chị. Rồi combo hai cái này chốt giùm em mã là G26 cho combo hai cái. G26 giùm em, combo hai cái này. Rồi tiếp tục, một cái nè, hai cái, ba cái. Ba cái này bằng vải với da tổng hợp. Đầu tiên là cái này bằng vải phối với là da tổng hợp, có độ sờn gốc chút xíu nha, form sách tay. Ngang miệng là được 33, cao lên là được 23, có khóa kéo miệng đây. Đấy, một cái.
Cái thứ hai là bằng da tổng hợp, nó có một vài cái đốm nó hơi dập dợp chút xíu à, mình xài vài lần hoặc là mình cho em cháu mình xài sơ sơ anh chị ha. Bên trong thì lót vải rất là đẹp luôn, có dây đeo. Kích thước của túi này bề ngang là được 26, cao lên là được 20. Rồi cái túi này là vải dạ tuyết nè, dạ này hay hay gặp ở những cái áo dạ, áo khoác dạ của các chị đó, phối với da tổng hợp. Cái này rất là mới nha anh chị nha. Nội cái túi này không là giá hơn giá trị mình đang định mua 300 ngàn rồi đó. Rồi bên trong là lót vải, cái này mới lắm, rất là mới luôn, có cái cham dễ thương lắm. Rồi cái túi này thì ngang đáy là được 30 nè, cao lên là được 16. Combo 3 cái này, chốt giùm em mã là G25. Combo 3 cái này G25. Rồi tiếp theo, này combo hai cái clutch này đẹp này, một cái của Goldfield da bò. Goldfield này của Đức anh chị, da xịn lắm, nhưng mà riêng cái clutch này nó không mới nha, cho nên là em gom bán combo giá rẻ đó. Cái clutch này nó khoảng cỡ sáu mấy, 70-72 gì phần trăm thôi, nhưng không có rách lỗi nha, da thì rất là xịn, mình xài còn bền dữ lắm, nhưng mà về về thẩm mỹ thì nó không được mới thôi. Rồi bên trong là lót vải dập hiệu Goldfield, hàng của Đức anh chị. Size ngang là 24, cao lên là 17 ha. Rồi kèm chung cái này, clutch này là bằng da tổng hợp, hàng của nước Anh, Made in England. Rồi cái clutch này nó cũng hơi lạ, nó hơi nó dài hơn so với người ta vậy. Rồi bên trong lót vải nha, cao lên là được 18 nè, nhưng với lại 30. Combo hai cái này mã là G27 anh chị, G27. Mấy giá này là tại vì em đang có cái đợt sale cho hết hàng thôi, chứ mấy giá này không, bình thường mai mốt mình mua lại không có giá này đâu nha anh chị. Giá này là giá em siêu sale á. Hết hàng đợt này là em bắt đầu khui những cái hàng đợt khác. Rồi túi này là bằng da kỳ nhông kỳ đà hoa, foam cớp, dành cho các chị nè, các cô nè. Độ mới này khoảng 70+%, không có rách lỗi, nhưng mà trên cái quai nó có bị xúc vài cái chỉ, nhưng mình xách ok lắm, không có sao hết trơn anh chị. Nó trên đó chút xíu thôi, vẫn còn đẹp lắm. Size ngang là 26 nè, ngang đáy là được 29, cao lên là được 17 anh chị ơi. Foam này là foam cớp nè, và nhưng mà điều cái này cứng tuổi nha. Rồi sale nhanh cho anh chị 300 ngàn luôn, bán 5-600 300 ngàn luôn. Mã là G28, này da độc lạ luôn đó. Nó chỉ có cái điểm trừ nó nằm ở đây, đây có một điểm nè, nó bị đứt hai ba cọng chỉ, cái nó hơi mô, cái này chỗ này cũng vậy, nó đứt hai ba cọng chỉ, cái nó hơi mô chút xíu lên vậy thôi á. Rồi G28. Tiếp theo, tiếp theo là em có một cái túi này màu tím bằng da bò dập vân cá sấu. Cái này em nhớ hôm trước em bán rồi mà sao nó còn nằm ở đây em không biết nữa. Hàng Made in Japan luôn anh chị nha, rồi sale luôn. Size là 32 nè, ngang đáy là được 34, cao lên là được 27. Cái này tại không có để foam á, để foam vô rất là đẹp ha, hàng hiệu của Nhật anh chị, Made in Japan nha. Rồi có cái nút gài ở cái miệng đây, góc này nè, hôm trước là nó còn đẹp lắm, nhưng mà mình để tới để lui thì cái góc nó mình cảm giác là nó có hơi bị sờn và nó có hơi dính dơ một vài điểm rồi đó. Nhưng mà bình thường thôi, nhẹ nhàng thôi, nó không có bị cũ xì đâu, màu của nó nhẹ nhàng ngọt ngào lắm anh chị. Bằng da bò dập vân cá sấu, mã là G29 giùm em nha, G29 cho cái túi tím này mình đó. Rồi tiếp theo, đây cái này, cái clutch combo hai cái clutch này. Một cái này là canvas phối với lại da canvas phối với lại da, cái màu nó cũng rất là vin ha. Đây size ngang nó là được 25, cao lên là được 16. Bên trong là lót da tổng hợp nha anh chị, trong lót da tổng hợp rất là ổn, không có bị lỗi lầm, vẫn có đồ cũ nhưng mà không có lỗi. Rồi anh tặng kèm cho mình chung combo với cái clutch này của Milatron. Milatron này thì nó giống như là vải hoặc là canvas, ta phủ một lớp nhựa lên, viền này viền da, có chỗ này nó hơi đứt chỗ này, còn dây đây. Đấy, cái này là hàng hiệu Milatron của Italy, trong lót vải.
ngang đáy là được 22, cao lên là được 16. Combo này chốt giùm em mã là G30. G30 cho hai cái này. G30. Tiếp tục. Cái túi da này da rất là đẹp nhưng không có khóa kéo miệng, có nút hết miệng thôi. Đấy, bên trong là lót vải nha anh chị, độ mới bên ngoài còn rất là ổn, khoảng 80 mấy phần trăm. Size ngang miệng là 38 nè, cao lên là 23, kèm theo một cái túi này là da tổng hợp. Này da tổng hợp nha, hàng hiệu của đúng rồi, này tổng hợp thôi, hàng hiệu của ghi chữ Fula đó anh chị, nhưng mà biết phải Fula thì không thôi, em cũng bán như da tổng hợp bình thường ha. Rồi, chứng nhận Real Leader gì, cái này da tổng hợp anh chị ơi, không phải da thật đâu. Này mình mua xài chơi ha. Đấy. Không có phải bán hiệu nha anh chị, không phải hiệu đâu. Size ngang miệng là được 30 nè, ngang đáy là được 25, cao lên là được 19. Rồi thêm một cái nữa luôn cho cái combo này. Thêm một cái này đi. Đây xem túi vải này luôn nè, combo này giá rẻ nè anh chị. Túi vải này là vải thổ cẩm, toàn bộ là vải hết, không có da. Rồi. Bên trong cũng là lót vải luôn, form xách tay đeo vai ngắn. Ngang miệng là được 23, cao lên là được 15. Combo 3 cái này anh chị chốt giùm em mã của nó là G31. G31 cho combo 3 cái này. G31. Rồi tiếp theo. Túi này của Gap. Bằng vải anh chị nha, vải. Hiệu Gap Made in China GAB, size ngang là được 35, cao lên là được 30. Cái này của nam tiểu thanh thiếu niên đó. Đi chơi đi học thì ok, đi du lịch ok. Hiệu Gap đây. Rồi trong này ha, có điểm điểm nè, rồi cái quai đeo á thì nó cũng có thể tăng đưa được. Rồi có nhiều ngăn, túi này độ mới còn rất là ổn nha anh chị nha. Rồi em sẽ bán kèm chung với một cái túi này. Túi đó thì của nam, để em xem còn cái nào của nam có thể đi chung cái đó không. Đây cái này nè, cái cặp này đi, cặp này là bằng da tổng hợp. Cái ngoài đây người ta ghi mấy cái chữ này nè, chữ này người ta ghi lên nha. Rồi bằng da tổng hợp anh chị, size ngang là được 39, cao lên là được 28. Cái này em không chắc nó phải là da thật hay da tổng hợp nên em báo da tổng hợp thôi, nhưng mà nhìn sơ ngang mình thấy cũng, để em coi coi. Cái chỗ này, cái qua này là da thật nè. Rồi, bán chung combo luôn đi, bán siêu rẻ luôn. Mình về mình test lại cho em coi da thật hay da tổng hợp nha. Nhưng mà em thấy nó cũng giống da thật dữ lắm á, mà tại vì không chắc nên em báo da tổng hợp, bán combo rẻ luôn. Combo hai cái này siêu rẻ. Chốt giùm em mã là G32. G32. Rồi tiếp tục. Túi này, một cái này là túi vải nè, phối với lại da. Và một cái túi này là da tổng hợp. Combo hai cái này anh chị ha. Rồi size ngang miệng của túi này là được 30 nè, ngang đáy là được 32, cao lên là được 23. Da phối với vải bố, cái phần da và phần nút độ này kia rất là đẹp, xịn sò luôn. Bên trong là lót vải nha anh chị nha. Cái này đang bán 350 đó. Rồi em sale 300 và bán chung combo với cái này luôn. Này da tổng hợp nha anh chị, không phải da bò ha. Size ngang là được 28, cao lên là được 16. Đây bên trong là lót vải. Rồi combo này chốt em mã là G33. G33 cho cái combo này. Siêu rẻ luôn. Sale thiệt là sale luôn. Rồi tiếp tục. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái nè. Một cái này là bằng da thật, form bucket đeo vai bằng da thật nha, độ mới khoảng 70 mấy 80 phần trăm. Cái da nó mỏng anh chị, mình nhìn thấy có độ nhăn nhiều thôi, nó cũng giống như là Hanamori á, thường người ta làm da mỏng như vậy nè. Rồi chứ không phải bị cũ nhàu lắm đâu nha anh chị nha, cũng xài rất là ok ha, nhìn cũng đẹp lắm.
Size ngang miệng đó là 15 nè, ngang đáy là được 22, cao lên là được 25, bên trong mới là lót da. Rồi cái này là bằng da tổng hợp anh chị, và nó có hơi dập dập chỗ này chút xíu ha. Dập dập nhẹ nhẹ thôi, mình vẫn xài được. Da tổng hợp bên trong là lót vải. Form này là form đeo vai. Size ngang đó là được 27 nè, cao lên là được 21. Rồi một cái này là bằng da tổng hợp, cái ví, ví da tổng hợp thời trang thôi. Rồi này để điện thoại với lại tiền. Với một cái ví này, cái này cũng da tổng hợp. Đó, mình để giấy tờ đồ này kia trong đây nha. Hai cái da tổng hợp luôn. Rồi bốn cái này, mã là G34. Bốn cái này G34. Anh chị mình vui lòng mình xem trên video luôn giùm em ha. Em không có chụp hình lại anh chị ha, tại rất là nhiều luôn. Đấy, em không có chụp hình lại từng món đó anh chị nha. Mình cứ xem trên video y chang như vậy thôi. Tại vì em cũng cầm đúng cái món đó em giới thiệu mà, nó đâu có số lượng gì đâu mà mình sợ là giao món khác hay gì anh chị ha. Cứ y như video mà mình chốt nếu mình thích thôi. Thì khi nhận hàng là nó y bon vậy đó. Rồi em có một cái túi Samatha, Samatha vải lông quai trúc luôn. Ngang miệng là được 37 nè, cao lên là được 25, nút hết miệng nè. Túi này có duyên dữ lắm, bên trong lót vải hàng hiệu Samatha của Nhật. Rồi em bán chung với cái túi này luôn nè. Samatha vải thì nó sẽ đi chung với cái túi nào là nó phù hợp đây. Đây cái túi này. Túi này thì bằng da tổng hợp. Linh tán rồi dữ lắm, màu riêu. Nó có cái lỗi chút xíu chỗ này nè anh chị. Đây cái phần vải đó nó hơi tưa, cái vải này thì nó cái chỗ cái lót ở trên đây nè anh chị, thì mình thấy được cái mặt sau của cái miếng da này thôi, còn lại là nó không có lỗi khác nha. Độ mới còn rất là cao. Ngang miệng là được 16, cao lên là được 25, bề ngang đáy là được 20. Cái này da tổng hợp nha anh chị, không phải da thật, nhưng mà tổng hợp cũng rất là cao cấp ha. Rồi combo hai cái này siêu rẻ siêu đẹp luôn nè. Mã là G35. G35 cho combo hai cái này. Rồi ôi giá siêu rẻ luôn rồi anh chị ơi. Còn vài combo nữa lôi là em hết. Chứ hàng bán rẻ như vậy quá trời rẻ. Rồi em có một cái túi này là của Huntingwood nè. Huntingwood này da mọc phối với lại da tổng hợp nha. Phần da tổng hợp khi mà anh chị đè thiệt là mạnh tay, rất là mạnh tay vô thì mình cảm giác nó hơi dính nha. Rồi vậy thôi, còn lại thì nó không có bị lỗi, không phải là như cái phần da kia mà nó dợp, không phải như cái phần vải dù mà nó dợp nha. Cái này nó hơi dính bụi một chút. Rồi có Made in Italy đây, cái này hàng của Huntingwood của Ý. Hiệu này thì nó đắt đỏ dữ lắm rồi, nhưng mà đa số mình hay gặp cái bản bằng vải dù màu xanh đó mà nó bị dợp dợp á. Cái này thì da tổng hợp phối da mọc. Size ngang là được 31 nè, cao lên là được 23. Mã là G36 anh chị nha. G36 này độ mới nó khoảng cỡ 7 mấy% thôi, 7 mấy 80%. Rồi tiếp tục. Một cái túi du lịch nữa nè. Du lịch này của Ingaro, da tổng hợp phối với lại da bò, hàng hiệu Ingaro của Pháp. Độ mới khoảng 80 7 mấy 80%. Ngang là được 37, cao lên là được 27, độ dày là được 18. Cái này nam nữ đều xài được nha. Khoan khóa thì cơ khóa là của Ikaka. Khóa Ikaka là cái khóa hiệu của Mỹ anh chị. Đa số là những cái hàng hiệu xịn người ta xài khóa Ikaka. Bên trong là lót vải giùm em. Độ mới còn rất là cao. Rồi cái này á có phối da bò nha anh chị, qua với về với cái viền trắng trắng thì là da bò ha. Rồi một mình ên nó bán với giá là G37, giá 300. Này mình ên nó thôi, giá trị nó xứng đáng hơn nhiều lắm, nhưng mà tại vì em vẫn đang sale. Rồi tiếp tục. Túi này nè, túi này sale luôn nè. Túi này của Renoma, bằng da thật luôn. Nhưng mà có hơi cũ ha, cái này nó hơi cũ. Size ngang á là 35, cao lên là 21, độ dày là được 16,
cái phần da thì mình để tới để lui thì nó có trầy trụa nè, nhưng mà da còn rất là xịn. Cái này mình về mình chỉ cần xử lý màu lại, hoặc là mình lau chùi sơ sơ mình xài ok, hoặc là mình muốn cho nó bóng bẩy hơn thì các anh mình có thể ra tiệm cho người ta xử lý lại cái thành màu đen luôn cũng được. Ở đây mình xài ha. Còn da thì xịn, khoen khóa này của Renoma, hàng hiệu của Pháp, trong lót là da tổng hợp. Đó, cái này hôm trước làm bán 500 gì lần đó, mình để tới để lui thì nó hơi liệu yểu cái form, thôi em sale luôn ha. Lưu ý là nó có độ cũ, độ trầy sờn trên da nha anh chị nha, để thôi mình mua về cái mình nói ủa sao hàng cũ vậy. Cái này nó cũ thì mới có giá này anh chị ha. Mã là G38 cho túi này. Không có lỗi đâu, không có rách đâu, nhưng mà có độ cũ, độ sờn, độ trầy trên da thôi. Rồi tiếp tục. Một cái túi này. Combo hai này đi. Đây. Túi này là bằng da tổng hợp dập vân cá sấu. Phân công sở. Còn ổ còn chìa nha, size ngang là được 33, cao lên là được 24, có khóa kéo miệng bên trong lót vải nha anh chị nha, độ mới rất là cao. Còn ổ khóa chìa khóa. Đấy, phơm người ta làm phơm mềm thôi, không có làm phơm keo ly working gì hết, nhưng mà độ mới còn rất là cao. Rồi với một cái cốp này, cốp này hôm trước em bán 300 mấy lần đó. Cốp này cái phần cái viền này quá trời đẹp, rất là đẹp nha, và cái phần vải nó cũng mới lắm. Do có chỗ này là do người ta cắt cái vải nó sát mí quá đó. Thì bây giờ mình về mình có thể các anh chị mình có cái những cái dụng cụ may đó, các chị mình đẩy ngược cái miếng vải này lên cho nó cái kẹp này nó kẹp lại là ok thôi. Cái này không phải rách mà là do cái mối người ta gắn vô nó hơi sát á, thì để tới để lui thôi nó bị vậy thôi. Đó, mình có thể xử lý ha. Rồi cái khoen này nó còn sáng trưng luôn. Này hôm trước em bán 390 gì lận đó. Đây còn dây nè, đẹp lắm. Bây giờ em sẽ bán combo hai cái này. G39 nha, 300 ngàn. Trời ơi, hôm nay là săn sale là nên săn sale anh chị nha, rẻ dữ lắm. Em bán xả kho. Tuần sau thì em có một cái đợt hàng gia dụng về, lâu lắm rồi em không có về đồ gia dụng anh chị. Và lúc trước đây á, nếu mà anh chị xem em từ lâu á thì mình biết là trước đây là em bắt đầu bán hàng với đồ gia dụng á, là sau này không có mua được hàng tại vì nó đắt quá mà nó vận chuyển về nặng nề và nó bể vỡ á. Rồi, gần đây thì em cố gắng, khách dặn hoài cho nên em cố gắng săn được một ít thôi chứ không nhiều lắm đâu. Nhưng cũng có hàng đẹp. Tuần sau anh chị ha. Rồi, đây là một cái da bò của Milatron, hàng da bò nha, form bucket. Size ngang miệng ấy là được 23, cao lên là được 27. Hàng Milatron của Ý, hàng da thật. Rồi, Milano gì ra mắt in Italy luôn. Rồi, sale nhanh luôn anh chị. Bên trong là lót da nha, qua là quay da phối với dây xích. G40 cho cái túi này. G40 cho túi này anh chị nha. Rồi em sẽ kết thúc video này ở đây anh chị ha. Hy vọng là cả nhà mình đã lựa chọn được những cái sản phẩm ưng ý. Và lưu ý là đây là chương trình sale khuyến mãi. Anh chị mình vui lòng chốt chắc, đừng có đổi xã anh chị nha. Tại vì nó có một mã thôi. Hàng giá rẻ thì rất là nhiều người anh chị chốt, mình chốt rồi là em sẽ chừa ha. Rồi cái ngày mai khi em đi đơn anh chị xã thì tội nghiệp em, tại vì em bán rất là rẻ rồi. Rồi hẹn cả nhà vào những video tiếp theo thì em sẽ giới thiệu thêm nhiều hàng mới nữa anh chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.